Chào tất cả mọi người, hôm nay mình pha mắm Thái theo công thức của Chi Thái Lan đang hot trên TikTok. Mình cho 4 củ tỏi đã luộc sẵn và mình để 6-70 trái ớt chim và mình cho thêm khoảng chừng 20 trái ớt đỏ nữa. Bắt đầu thì mình cho thêm chừng 5 muỗng đường. Tiếp đến thì mình cho mắm Thái hiệu cô gái 1/3 chai. Mình để ngò vô cho mùi mắm nó thơm và ngon hơn. Tới cái phần xay này nè, xay một hồi tôi nhớ là tôi quên để chanh. Tao nói đầu óc để đâu không biết, nó thôi kệ đi, xay xong rồi để chanh vô xay lỡ tiếp tục cũng được, không có gì hết. Tôi nói tới cái phần xay xong nó mùi thơm cực kỳ. Chế ra như vậy đó, bắt đầu mình nếm một miếng tờ ra, nó muốn nhức cái nách của tôi luôn. Bữa nay thì mình ăn gà sống nè với tôm. Ôi mình thử nè. Rất là ngon. Đậm tôm. Mình pha kẹo luôn á. Đúng là đang hết lên trên tích đó thì quá tuyệt vời. Ghẻ quá ngọt. Đúng rồi, ghẻ tươi quá ngọt. Bông mẹ. Quá phê. Tôm ngắm đá. Rau muống đồng. Vô mùa mưa tốt lắm. Mắm này để ngò gỉ vô thơm cực kỳ. Thơm mùa ngò gỉ. Sao đâu?